Ui, cục mặt đã lắm. Cục mặt đã lắm cả nhà ơi. Nù mặt ghê. Mặt cũng nhiều nữa. Nghĩa xin chào cô chú anh chị nha. Hôm nay Nghĩa tiếp tục đi lấy ong. Nghĩa cũng vô gần tới chỗ rồi. Thì Nghĩa chạy qua ngoài đường nè. Nghĩa dòm như kia Nghĩa thấy được được một tổ kìa. Nó lên xuống rất là nhiều luôn. Nè, để Nghĩa vô Nghĩa coi có mặt không nha cả nhà. Xe mình còn chạy ở để ngoài đường nè. Thì bây giờ là mình bắt tổ này xong rồi mình chạy vô trong cái đồi trong đây nè. Ở trong cái đồi nguyên cái dãy đồi cao đó. Để mình bắt cái tổ này đã, mình vô mình coi cái tổ này có mặt hay không nữa rồi mình tiếp tục chạy vô trong đồi ở trong. Tại vì cái tổ này nó phấn lên phấn xuống nhiều lắm nè. Để mình quay cam lại. Gai băng băng lên nhiều lắm. Gai băng băng này nó cào người thì thôi. Để mình dòm coi còn cái ổ nào. Nó phắn ngay chỗ này nè. Đó, nó phắn vô đó nhiều lắm. Nhưng mà vòng vòng đây cũng thấy cũng đẹp lên mà. Mình dòm thì không thấy nó lên xuống nữa. Chắc là có con tổ này à. Này, để nghe vô này, coi cái tổ này coi. Tổ này nó bay dữ dằn luôn, nó bay nhiều lắm. Mà không biết tổ lớn hay không. Dài quá. Quên mang bao tay rồi, ghê. Trong đây nè. Kia kìa. Như là mặt cũng được đó. Vũ rất là tàn luôn. Mặt đang chăm vô cũng được nữa nè. Tàn nó còn non. Sáng sớm nó bay quá trời luôn, nó phóng đó. Nhiều ghê, tưởng tổ to, nhà tổ nó cũng vừa mà mặt này thì ok rồi nè. Rồi, Nghĩa tiếp tục chạy vô trong cái đồi ở trong. Thì Nghĩa vừa bắt cái tổ ngay chỗ đó đó. Thì Nghĩa chạy tới đây thì Nghĩa dòm vô đây là thấy thêm một tổ nữa nè. Nó cũng lên xuống nữa nè. Mình chưa có bỏ tổ ong này vô nữa. Để mình vô trong đồi rồi mình bỏ luôn. Nhưng mà mình chạy chút xíu thì mình gặp thêm một tổ nữa. Mình cái khu này vậy là khu này có ong nhiều nè. Nó lặng lặng kia nữa kìa. Để mình dòm kỹ ra coi. Hình như nó lên xuống chỗ cái cây. Cái hướng ngay chỗ cái chàm. Đó, ngay chỗ đó ổ nữa kìa cả nhà. Ngay chỗ này một ổ nè. Với lại đằng kia một ổ để mình dòm. Mình dòm vòng vòng đây còn có tổ nào nữa không? Vậy là chỗ này hai tổ rồi. Hai tổ. Buổi sáng này thì dòm rất là dễ. Buổi sáng này dòm lên xuống rất là dễ luôn. Nhưng mà để mình vô mình coi cái tổ này với cái tổ kia coi hai tổ nằm chỗ nè.
kia kìa. Đó, tổ kìa, nằm kìa. Nhưng mà tổ này tổ nhỏ, để mình qua bên, mình qua bên kia cái đã, mình qua mình coi cái tổ nó nhiễu bên kia coi. Cái tổ bên kia được không? Đây, cái mương. Ờ, ra qua đây trống rồi. Qua đây trống, vậy là cái khu này. Khu này ông nó cũng dựa về rồi. Mình thấy nó phóng phía bên đây nè. Cách cái tổ kia chắc cũng 9-10 mét á. Vòng vòng đây còn tổ nào. Cái hướng nó phóng vào cái hướng bên đây nè. Cái hướng bên đây nó lên cái hướng này nãy nè. Chỗ này, chỗ nào đang đứng ở kia nó phóng cái hướng này mà ta. Để coi lại coi. Gì kỳ vậy? Hướng đâu đây nè. Nó ăn bông cỏ nhiều lắm cả nhà. Đây nè, nó xuống nữa. Đó, nó sẽ xẹt lên đây nè. Cái hướng này, cái tổ nằm đâu? Ở đây trống lóc mà. Ôi kì vậy. Ôi giặt kia kìa, nó nằm ngoài kia. Trời ơi, hồi nãy mà đi ngang luôn. Đây nè. Tổ này già, nằm ngồi trống luôn, mình đâu có ngờ nó ngồi trống đâu. Mình đứng ở bên rậm thì mình thấy nó phóng đây, hồi nãy mình đi ngang đây luôn nè, mình không để ý trong cái cây này. Ôi mặt đẹp. Chầm xuống tới dưới luôn, chám luôn. Tổ này nó già nhưng mà mặt đẹp lắm nè. Rồi mình lại mình cắt luôn cái tổ này. Cái tổ nhỏ nó nằm ở đây nè. Rồi, nè. Mặt cũng tổ nhỏ nha, mặt nó cũng châm vô nhiều rồi nè. Mấy cái tổ này là nó không có lớn được nữa. Nó như đây là như đây à. Ừ, mặt trong đây. Rồi ba tổ mà mình chưa vô tới chỗ nữa. Rồi mình chạy lên trên kia mình dồn vô rồi mình vô đò, chứ mình cầm về chạy không được rồi. Dồn vô mình chạy vô đồi anh em ơi. Mình chạy tới đây thì mình thấy trên cái điều này tổ nè anh em ơi. Mình dồn ba tổ này vô hai bọc rồi. Cũng chưa tới chỗ nữa. Cái tổ này cũng nằm gần ba tổ kia luôn. Đây nè, nó nằm đây nè.
ngay con đường không à. Ông theo đường thì quá trời mà không biết tới chừng vô trong sâu không biết nó sao. Chạy về đường là giờ mình thấy luôn. Chỗ này non. Chỗ này giống chỗ chết chúa. Ui, cụ mặt đã lắm. Đã lắm cả nhà ơi. Nù mặt ghê. Ok, cụ mặt luôn. Cụ mặt đẹp quá. Quá đẹp cụ mặt này. Tàng chưa có con gác lại, tàng này cũng bỏ đi rồi. Để thì để thôi chứ nó cũng đi rồi. Vì tàng quá no. Chắc là mình kiếm chỗ mình để xe mình đi ở đây luôn anh em ơi, chứ chạy theo đường mà bắt cỡ chỗ này nhiều khi vô đồi nó không có nằm ở trong đồi mà nằm giặt giặt ở mé hoài á. Rồi kiếm xe chỗ để xe mình đi nha. Rồi tiếp đây tổ nữa nè cả nhà, tổ trên cái chầm con nè. Tháng này mà mặc như vậy là cũng được rồi. Mình gác tạm đây, có cái tổ nào thì mình chim vô thêm. Giờ mình lên tới đồi đều rồi thì mình thấy được một tổ non nhỏ nè. Để mình leo lên đây một cử coi. Ở trên đây, ông nó có dựa trên đây không? Còn không thì mình đi xuống dưới. Tổ chết chúa. Mà mặt cũng ngon ghê nè, mặt đầy luôn. Mình dồn chung với cái tổ hồi nãy. Đây tổ nè cả nhà. Nó nhỏ không. Khu này không có tổ to. Mặt nó không được nù, lép lép. Đây có phải con nó đảo đảo trong bụi che gai này nè. Mình mới vừa cắt xong cái ổ bên đây nè. Nó đảo ở đây nè. Nè, mình bắt cắt cái lùm ngay ở đây nè. Tổ lép xẹp đó. Ở đây mình thấy đảo ở đây nè. Đó. Nè, tổ này cũng được. Tổ chai gai, nằm chai gai này cũng được. Tổ này to nào mà biết mặt ngoài nó sao đây. Mình chờ không tới nó đỡ cỡ. Ủa
nên lòng kiểu lỡ cỡ quá. Trời. Chích mình. Mặt cũng nhiều nữa. Con này to ghê luôn mà nó bị hơi khô khô mấy ống chân này. Đang chăm vô lại đó, hình nụ mặt nụ nhưng mà nó bị khô vô mấy ống chân nè, nó đang vô mặt lại nè, mặt nó vô tới đây nè, bên đây cũng vậy, vô tới đây à, nó bị khô cái dàn dưới này. Tối này nó cũng được, tối này mà đây là hơn xị. Bây giờ thì nó chỉ là hơn nửa xị thôi. Nếu mà tổ này đầy hơn xị. Rồi hôm nay mình được như đây nè anh em ơi. Đi hết nổi luôn rồi. Ngày thứ hai rồi. Mà giờ đi dợp bẻ luôn. Giờ chắc cũng cỡ 1 giờ mấy rồi nè. Mặt trời rồi, hơi xéo xéo rồi nè. Hơi nghiêng qua đây rồi nè. Giờ này chắc cũng có 1 giờ 1 mấy rồi mà đi hết nổi rồi. Dỡ chân lên là dợp bẻ luôn. Ngày thứ hai rồi mà đi vẫn còn mệt. Thôi mình xin kết thúc clip ở đây luôn cả nhà ơi. Hẹn cả nhà những clip sau gặp lại cả nhà nha. Bye bye, chào tạm biệt. Quá đuối.